Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, góc nhìn Hoàng Di Hùng, chiều thứ tư ngày 4 tháng 8 năm 2021, giờ Houston. Thưa quý vị, Delta variant là một biến thể nguy hiểm nên dịch tăng rất nhanh. Trong đợt dịch lần thứ tư của Việt Nam, biến thể đồng bằng đã làm cho Việt Nam phức tạp và khốn khó Nhưng trong 10 ngày qua biểu đồ của Việt Nam cho thấy có một dấu hiệu tích cực Đó là Con số lây nhiễm trong cộng đồng Không có đi lên cao hơn Mà chỉ đi ngang và đi xuống Cao điểm nhất Là khoảng 9.000 mấy Nhưng mà đó là con số không có vượt qua được 10.000 như một số người của Tổ chức Y tế Thế giới như là tiến sĩ Bidong Park nghĩ rằng là có thể vượt qua 10.000 hoặc lên tới 20.000, hai 20 mấy ngàn. Nhưng rõ ràng là Việt Nam không có vượt qua được cái con số 10.000. Thì đó là dấu hiệu rất tốt. Dấu hiệu rất tốt. Thí dụ như hôm kia đó thì Việt Nam lây nhiễm trong cộng đồng là 8.000 mấy trăm ca gần 9.000 ca nhưng hôm qua chỉ còn là có 7.600 ca. Và theo dõi ổ dịch lớn nhất của Việt Nam là thành phố Hồ Chí Minh. Con số có những lần lên tới gần 6.000 ca, nhưng là chỉ đi ngang và đi xuống thôi. Xuống xuống còn là 5.000 mấy, rồi 4.000 mấy, rồi 3.000 mấy. Như vậy đó, đó là một dấu hiệu tích cực cho Việt Nam. Việt Nam có thể khống chế được dịch, nhất là với biến thể đồng bằng rất là nguy hiểm như hiện nay. Nhìn sang nước Mỹ thưa quý vị. Nước Mỹ vì tình thế có nhiều người không chịu chích ngừa Covid-19. Nên con số dịch bắt đầu quay trở lại. Con số dịch quay trở lại còn nguy hiểm hơn kỳ trước. Trước khi mà có chích ngừa vì sự nguy hiểm của biến thể đồng bằng nên CDC của Mỹ đã nâng cái mức tiếng Anh gọi là flock immunity tức là miễn nhiễm trong cộng đồng đó. hôm trước là 72% thì bây giờ nâng lên là 97% có thể lên tới 95% luôn nước Mỹ hiện giờ thưa quý vị đã đạt được 70% người chích ngừa mũi thứ nhất, còn lại 30% chưa chịu chích ngừa mũi thứ 70% mới là mũi thứ nhất, mũi thứ nhất vẫn còn nguy hiểm là vì biến thể đồng bằng có thể tấn công những người chưa có mũi thứ hai, nên con số dịch của Mỹ gia tăng cũng không thu kém gì trước khi có dịch được chích ngừa. Tôi nói ví dụ như ở Houston thưa quý vị. Houston bây giờ đang ở trong cái cơn báo động đỏ. Thưa quý vị, tờ báo lớn nhất của thành phố Houston và vùng phụ cận là tờ Houston Chronicle. Trong mấy ngày qua, viết nhiều bài chứ không phải là một bài, là báo động đỏ thành phố Houston, bệnh viện vào giữa tháng 8 sẽ bị ứ không còn cái gì nữa hết. Theo biểu đồ của thành phố Houston trong những ngày qua, cho thấy là vào tháng 4 năm 2020, con số nhập viện mà chiếm lấy các cái bệnh, cái cái giường ICU đó, giường mà giường bệnh mà cần phải có trợ thở đó, thì điểm cao của tháng tư là 563 người nhưng là cái đợt mùa hè đó nặng đó là coi như là cao điểm là 3.412 người xong rồi bắt đầu là tuột xuống thì tháng 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 nó chỉ còn có 1.028 người nhưng cái đợt mà lớn nhất của Houston phải nhập viện có vô trong ICU là 3.685 người. Rồi nhờ chích ngừa nó xẹp xuống, xẹp xẹp, xẹp 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 xuống chứ còn lại có 463 người coi như là thấp nhất từ trước tới giờ vào cái lúc mà tháng 6. Nhưng sau khi mà lễ độc lập thì con số đó bây giờ gia tăng Bây giờ nó gia tăng khủng khiếp Và dự trù vào giữa tháng 8 Nó sẽ vượt luôn cả cái biểu đồ trước đây Hiện giờ đó Đầu tháng 8 thôi Thì Houston Đã phải nhập viện khẩn cấp Là gần 2.000 người Con số đi lên một cái đi thẳng vút Chứ không có đi ngang Cũng không có phải là đi thì dốc dốc Mà đi thẳng vút Nên là các y tá Bác sĩ của vùng Medical Center tức là cái khu vực về vấn đề y tế lớn nhất của thành phố Houston và thế giới luôn á, thì cảnh báo rằng là họ sẽ không còn có chỗ cho các bệnh nhân nhập viện khẩn cấp về vào khoảng chừng ngày 10 ngày 10 tháng 8, ngày 10 tháng 8 là họ không còn có chỗ nữa hết, sẽ vượt qua cái cao điểm năm ngoái luôn sẽ vượt qua vào giữa tháng 8, ngày 15 tháng 8 là đã vượt qua rồi. Họ cho biết cái tình hình mấy ngày hôm nay là cứ đi theo kiểu này thì không có sức nào của bác sĩ và y tá chịu nổi hết. Không có chỗ nào mà chứa nổi nữa. Tới mức báo động đỏ và người chết còn kinh hoàng giống như là tháng 7 năm 2020. Và họ nói rằng là những người nhập viện đa số là những người chưa người chưa chích ngừa hoặc là chỉ mới chích ngừa có một mũi thôi chưa chích ngừa không chịu chích ngừa hoặc là chỉ chích ngừa có một mũi thôi và khi họ nhập viện rồi họ hấp hối tới nơi đấy thì họ hối hận là tại sao họ không có chích ngừa nhưng đã quá trễ bài viết khá dài nhiều bài viết nhưng phải là hai ba ngày hôm nay họ viết liên tục để cảnh báo Houston, Conoco cảnh báo người dân Houston là đã đến lúc những ai chưa đi chích ngừa thì phải đi chích ngừa ngay. Vấn nạn của những người không đi chích ngừa họ cho rằng đó là tự do của họ nhưng mà đã thưa quý vị nó không phải là tự do của họ nữa. Theo như tờ tờ USA có viết ngày hôm kia bao giờ tự do của quý vị không đi chích ngừa nó phải ngừng lại vì nó đã vi phạm và nó tấn công vào tự do của những người khác. Vì quý vị không ấy như vậy, mỗi một lần xong là quý vị thấy không? Là quý vị bị Covid một cái, thì đó, tình trạng đó nó làm cho tất cả các công việc bị đình trệ. Bác sĩ y tá phải rối rít và phải khó khăn vô cùng. Hơn nữa đó thưa quý vị, hơn nữa theo báo tờ usa và nhiều báo chí lớn của mỹ không chích ngừa đó thì cái phần không chích ngừa đó nó hết hạn cho nên nó là nhiều vaccine của mỹ vì vấn đề nhiều người không chích ngừa nên nó là hết hạn hết hạn không phải là vài trăm ngàn liều mà hết hạn là tới mấy chục triệu liều mấy chục triệu tiêm vaccine hết hạn phải vất vô thùng rác tốn biết bao nhiêu công của, của nhà nước và của người dân đóng thuế rất là tốn kém chưa kể những công ty như Johnson Johnson là có những nhân công cẩu thả pha trộn xong nó lộn Johnson Johnson giao cái một cái khâu chế tạo vaccine thì cái khâu đó là trước là chế tạo vấn đề mà thuốc anthrax thì có nhân công đã đổ lộ nguyên liệu vào cái vấn đề làm thuốc vaccine chống covid 19 thì đổ những cái nguyên liệu của anthrax vào nên là chính phủ của mỹ fda vào ngày 21 tháng 6 ra lệnh là phải hủy bỏ 60 triệu liều vaccine của Johnson Johnson thiệt là uống còn lại 10 triệu đó thì cho cung cấp ở tại Mỹ nhưng mà rất là hạn chế nhờ nhiều người bây giờ họ e ngại không dám sử dụng Johnson Johnson nhiều người e ngại không dám sử dụng Johnson Johnson vì lý do đó Thưa quý vị, như vậy là nước Mỹ cũng gặp khủng hoảng chứ không phải là không khủng hoảng Nước Mỹ đã được chích ngừa 70% như vậy là khoảng chừng 220 triệu người đã chích ngừa Ít nhất là mũi thứ nhất Còn lại suýt soát 100 triệu người chưa chịu chích ngừa Và chính đó, cái suýt soát 100 triệu người này chưa chịu chích ngừa nó gây khó khăn cho nước Mỹ trở lại. Dịch bắt đầu bùng phát lại. Mỗi một ngày là mấy chục ngàn ca nhiễm và nhiều tử vong. Không thua kém gì trước khi có vaccine. Tôi cũng tường trình tại thành phố Houston và vùng phụ cận. Con số mà nhập viện ở trong ICU là lên tới gần 2.000 người và cái con số này nó càng lúc nó càng gia tăng ấy, thì các y tá bác sĩ ở tại Houston la hoảng lên rồi báo động đỏ không còn đủ sức không đủ sức người để điều hành và cũng không có đủ giường ICU cũng không đủ máy trợ thở nữa không đủ máy trợ thở nữa thì quả thật đó là một tin buồn cho Houston rất là u ám Houston Chronicle đã phải đặt cái tên của cái tựa đề đó là dịch tựa đề của các bài báo thưa quý vị họ gọi đây là một cái một cái chương đen tối một chương đen tối của thành phố Houston nên cũng xin chia sẻ thông tin này để quý vị cùng so sánh ở bên Việt Nam dịch có bùng phát khó khăn phức tạp. Nhưng biểu đồ thì đang đi ngang và đi xuống Hiện giờ Việt Nam lây nhiễm trong cộng đồng Từ ngày 27 tháng 4 tới giờ Là hơn 170.000 ca dương tính Nhưng con số đó mà so với nước Mỹ Dầu nước Mỹ đã được 70% chích ngừa Một mũi rồi Nhưng con số đó so với nước Mỹ không ăn thua gì hết Không ăn thua gì hết Đó là một lo âu cho những người đang sống tại Mỹ. Nếu mà những người 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 ở Mỹ đó không cần biết có quốc tịch hay không mà cứ nhân danh tự do không chịu đi chích ngừa thì họ tự do của họ xâm lấn xúc phạm gây tan hoang đến tự do của những người khác. Vì chính những người đó bây giờ là bị dương tính thì làm cho bệnh viện ứ ngập và chính họ không đi chích ngừa thì vaccine có thời hạn nên hết hạn thì phải vất đi mấy chục triệu liều rồi thật là kỳ cục trong khi đó Việt Nam thiếu vaccine có là người ta chích liền chỉ trừ cái trường hợp là vaccine của Trung Quốc thì nhiều người Việt Nam muốn chọn lựa không 50% không muốn chích tôi thấy cũng hơi lạ À, người Trung Quốc thì họ chích vaccine của Trung Quốc hầu hết và nhờ như vậy cho nên là họ lây nhiễm trong cộng đồng bớt. Còn có lẽ cái tâm trạng của người Việt Nam là thích cái gì đó của Tây phương nên nhất định không chích vaccine của của Trung Quốc. Tôi thấy đó cũng là một cái lạ vô cùng. Thưa quý vị, đó là thông tin tôi xin gửi đến quý khán thính giả và góc nhìn của tôi về vấn đề này chân thành cảm ơn tất cả quý vị theo dõi với tôi và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau